theo chương trình tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức sáng ngày 22 tháng 11 năm 2020 nhằm ngày 8 tháng 10 năm Canh Tý. Gần 1.300 giới tử trong và ngoài tỉnh đã dân tập về giới trường tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu chương trình chính thức của Đại Giới Đàn. Bắt đầu lúc 7 giờ sáng, các giới tử thọ tỳ kheo và sa di từ các trú xứ mang theo vật dụng cá nhân lần lượt đến khu đăng ký thông tin để nhập giới trường. Tại đây, Chư Tôn Đức thuộc ban quản giới tử kiểm tra thông tin cá nhân, tận tình giúp đỡ các giới tử về mọi mặt. Trước khi được phân phòng xá, các giới tử bắt buộc phải thực hiện đo thân nhiệt và đeo khẩu trang y tế để đảm bảo công tác phòng dịch COVID-19 cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Tiếp đó, các giới tử di chuyển về khu tăng viện, ni viện để nhận phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chương trình của giới đàn. Buổi chiều cùng ngày, sau khi ổn định mọi sinh hoạt cho giới tử, Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phó trưởng ban kiêm Phó ban điều hành Đại Giới Đàn Huệ Đăng, đã có lời chào mừng, động viên khích lệ các giới tử, đồng thời sinh hoạt phổ biến nội quy giới đàn và những điều cần thiết trong suốt thời gian diễn ra Đại Giới Đàn, cũng như nêu cao giá trị của giới luật và trách nhiệm của bậc sứ giả Như Lai trước và sau khi lãnh thọ giới Pháp. Theo thông tin từ ban tổ chức Đại Giới Đàn Huệ Đăng sẽ trang nghiêm diễn ra từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 8 đến 12 tháng 10 năm Canh Tý. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 24 tháng 11, lễ khai mạc chính thức được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, các giới tử sẽ trở về các giới trường để được ban tổ chức quy định để nhập chúng, hành trì, sám hối tam nghiệp và tiến hành nghi thức thọ giới. Trước và sau khi lễ khai mạc, chương trình Đại Giới Đàn có các sự kiện như cung nghinh Hội đồng Thập sư Quang Lâm, khai thị giới tử, tấn đàn truyền giới tại các giới trường, cầu thọ chánh pháp, yết ma, thuyết u minh giới cùng các khóa lễ thiền môn.